Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tây Ninh 82, giải 8 An Giang 36, giải 8 Bình Thuận 24 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Tây Ninh 182-369, giải đặc biệt An Giang 392-446, giải đặc biệt Bình Thuận 237-893. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.